Alea Spa là thương hiệu do nữ hoàng khả ái Vũ Kim Anh sáng lập và điều hành. Chị đã có trên 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hành thương hiệu Kim Anh Spa. Đây là một mô hình làm đẹp tiên phong trong việc kết hợp giữa y học cổ truyền và công nghệ cao để cho ra mắt những dịch vụ chăm sóc sắc đẹp độc đáo được khách hàng đánh giá cao bởi hiệu quả và an toàn. Thải độc thanh lọc giảm 2-5kg trong 2 tuần. Trung tâm chăm sóc sắc đẹp Himalaya Spa là đơn vị tiên phong trong việc áp dụng các phương pháp làm đẹp cổ truyền và đạt được hiệu quả tối ưu. Thanh lọc giảm cân và làm đẹp da là một trong những liệu pháp an toàn, hiệu quả giúp lấy lại vóc dáng, vẻ đẹp và sự tự tin cho rất nhiều chị em. Trải thông kinh lạc cũng là một liệu pháp đặc biệt nhất tại Himalaya Spa. Sự kết hợp khai thông kinh lạc và ấn huyệt chuyên sâu giúp đào thải độc tố ra ngoài qua đường bài tiết tự nhiên, giúp giảm béo bụng một cách hiệu quả. Bên cạnh những dịch vụ truyền thống đã được khách hàng tin tưởng chọn lựa suốt 14 năm qua, Himalaya Spa ra mắt còn cập nhật các phương pháp trị liệu chuyên sâu của Trung Quốc, Thái Lan để đưa về Việt Nam, giúp giải quyết các vấn đề như trị liệu đau mỏi vai gáy, thoái hóa đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm, lệch sống cổ, giảm béo, dưỡng sinh và các công nghệ làm đẹp mới nhất về trẻ hóa da, cấy tế bào mầm, công nghệ hóa lỏng mỡ Ultra Lipo chỉ sau một lần duy nhất. Himalaya Spa sẽ tiến hành franchise, nhân rộng các mô hình chăm sóc sức khỏe bằng các liệu pháp cổ truyền châu Á để giúp hoàn thiện vẻ đẹp cho nhiều khách hàng. Dự kiến trong năm 2017, Himalaya Spa sẽ khai trương thêm nhiều trung tâm chăm sóc sắc đẹp trên cả nước. Himalaya Spa, hội tụ tinh hoa làm đẹp cổ truyền châu Á.